Ukraine rút quân, không còn hy vọng giữ được thành phố Krasnogorovka. Ukraine tăng cường sản xuất UAV FPV trong khi xung đột gia tăng. Lý do NATO yêu cầu tiếp quản từ Mỹ một phần kênh viện trợ cho Ukraine. Nga không loại trừ kịch bản nối lại thỏa thuận ngũ cốc biển đen Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Hồi đầu tháng 3, quân đội Ukraine tuyên bố đánh bật lực lượng Nga tại Krasnogorovka trong đợt phản kích hiếm hoi sau thất bại ở thành trì Adipka. Thời điểm đó, Phó Chỉ huy Lữ đoàn Maxim Jorin thông báo Lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine đẩy đối phương ra khỏi Krasnogorovka, tỉnh Donetsk. Nga không chịu đầu hàng và bị vô hiệu hóa trong những ngôi nhà mà họ kiểm soát. Đến lúc này, Krasnogorovka đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, cuối tháng 6 vừa qua, ở Krasnogorovka, các đơn vị Nga đã chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine và tiến vào tiểu khu Vostokny tại trung tâm thành phố. Việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Krasnogorovka chỉ là vấn đề thời gian. Một trung ý Ukraine có biệt danh Alex cho biết trên kênh Telegram của mình rằng mọi thứ ở krasnogorovka thật tồi tệ quân đội nga đang tấn công từng góc phố trong khi các đơn vị của chúng tôi đã kiệt sức mới đây nhất trên kênh readovka cho biết tại krasnogorovka ở donetsk lực lượng kiev đã từ bỏ bệnh viện trung tâm nơi vốn được biến thành công sự phòng thủ để rút lui về phía khu trại faken bị bỏ hoang trong công viên thành phố cũng như vào tòa nhà một tầng bộ chỉ huy ukraine có lẽ đã buộc phải ra quyết định khó khăn này vì không còn hy vọng giữ được thành phố và đang chuẩn bị rút lực lượng khỏi khu vực dự kiến sẽ bị Nga bao vây về phía trang trại tập thể Lenin. Trong thành phố, quân đội Nga đang tiến lên từ hai hướng cùng lúc. Ở phía Tây, binh sĩ của họ phát triển được thêm 600 mét dọc các đường viện sĩ Korolev và Chekhov. Ở phía đông Krasnogorovka, lực lượng Moscow tiếp tục tiến lên dọc đường Ostrovsky và Nakhimov. Nói cách khác, mục tiêu của họ vẫn không thay đổi, đó là bao vây các đơn vị đồn trú Ukraine bằng các cuộc tấn công hội tụ từ nhiều phía cùng lúc. Ở diễn biến khác, gần đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy các UAV của lực lượng không quân thuộc nhóm tác chiến Donetsk của Nga đã phá hủy hơn 10 phương tiện của Ukraine trong một giờ ở hữu ngạn sông Dnep dọc mặt trận Kherson. Nhờ sự phối hợp giữa những người điều khiển UAV trinh sát và UAV tấn công của lực lượng lính dù Nga, chuỗi hậu cần và cơ sở hạ tầng vận chuyển của một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã bị Moscow vô hiệu hóa thành công. Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết tình hình của quân đội nước này trên tiền tuyến gần Pokrovsk thuộc khu vực Ukraine kiểm soát ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR, vô cùng khó khăn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đánh giá hướng Pokrovsk vẫn là tâm điểm nóng nhất trên toàn bộ tiền tuyến. Giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra trên mặt trận Kurakhovo và Toresk. Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin cho biết, binh sĩ thuộc hai lữ đoàn của Ukraine đã bỏ vị trí ở Jebgenovka và Novosiolovka Pevaja theo hướng Pokrovsk. Bộ quốc phòng Ukraine vừa qua đăng video cho thấy máy bay không người lái UAV trinh sát của trung đoàn 14 theo dõi một tổ hợp phòng không Tor được Nga triển khai ở khu vực chống trải. Phát hiện UAV Ukraine, hệ thống Tor khai hỏa tên lửa, song quả đạn bay trượt mục tiêu. UAV này lập tức chuyển tọa độ cho pháo binh Ukraine để tập kích tổ hợp Tor. Quả đạn thứ hai phát nổ ngay sát hệ thống phòng không Nga. Tổ hợp Tor của Nga cố bắn hạ UAV của chúng tôi, song thất bại và bị pháo HIMARS phá hủy. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, nhưng không công bố hình ảnh thiệt hại của đối phương sau vụ tập kích. TOR là tổ hợp tên lửa đất đối không tầm ngắn do Liên Xô phát triển từ năm 1975 và đưa vào biên chế năm 1986, được thiết kế với nhiệm vụ tiêu diệt máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Hệ thống phòng không tầm ngắn TOR được phát triển từ đầu những năm 1980 và biên chế cho quân đội Nga vào năm 1986. Tổ hợp bao gồm anten giám sát, radar theo dõi, và bệ phóng tên lửa đặt trên khung gầm xe bánh xích. Nó có vận tốc tối đa 60 km/h với khả năng vừa quét mục tiêu vừa di chuyển. Các biến thể sau còn có thể khai hỏa trong lúc di chuyển, song chỉ ở mức độ hạn chế. Hệ thống TLR cơ bản có thể mang theo 8 tên lửa 9M330, 9M331. Chúng có trọng lượng phóng 165 kg và vận tốc tối đa Mach 2, khoảng 2 2469 km/h, có thể bắn trúng mục tiêu ở độ cao 6 km và khoảng cách 15 km. Các tài khoản mạng xã hội nhận định đạn phòng không của tổ hợp TOR không được thiết kế để tập kích các mục tiêu như UAV trinh sát của Ukraine do chúng có kích thước quá nhỏ để kích hoạt đầu dò cận đích trên tên lửa. Điều tương tự từng xảy ra trong video do lữ đoàn số 79 Ukraine đăng cuối tháng 6. Trong đó, tổ hợp phòng không OSHA của Nga khai hỏa tên lửa để đánh chặn UAV Ukraine, song quả đạn không phát nổ khi bay sượt qua mục tiêu. Sergei Makarenko, giáo sư tại Đại học Kỹ thuật Điện, Saint Petersburg của Nga, năm ngoái cũng cho biết, lực lượng phòng thủ của Moscow gần như không thể bắn trúng những chiếc UAV kích thước nhỏ bằng các vũ khí hiện có. HIMARS là hệ thống pháo phản lực phóng loạt tự hành, sở hữu hỏa lực mạnh, tính cơ động cao, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km, tùy loại đạn và cấu hình. Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km một giờ và nhanh chóng rời khỏi vị trí khai hỏa để tránh bị phản pháo. Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine ít nhất 39 tổ hợp HIMARS từ đầu xung đột. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đã tích hợp thành công hệ thống tác chiến chống drone, máy bay không người lái cho các dàn pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A đang thực hiện nhiệm vụ ở Ukraine. Đây là biện pháp giúp quân đội Nga bảo vệ hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A trước các cuộc tấn công bằng drone và bom lượn đang ngày càng trở nên phổ biến trên các chiến trường. Theo thông tin trên trang Sputnik, hệ thống tác chiến điện tử mới được tích hợp vào TOS-1A bao gồm súng bắn drone loại mới nhất cùng các hệ thống khác có khả năng gây nhiễu và cắt đứt liên lạc của các loại drone. Công nghệ này đóng vai trò quan trọng trong việc vô hiệu hóa các mối đe dọa từ các loại drone khác nhau, bao gồm cả FPV, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất. Loại drone vốn phụ thuộc nhiều vào việc duy trì tín hiệu liên lạc liên tục để hoạt động. Chức năng chính của hệ thống tác chiến điện tử nâng cấp này là chặn tín hiệu trên nhiều tần số mà các drone sử dụng để định vị và tấn công mục tiêu, từ đó cải thiện khả năng phòng thủ của TOS-1A và đảm bảo hiệu quả chiến đấu của nó trên chiến trường. TOS-1A còn được biết đến với cái tên là Sonsepiok, được xem là một trong những hệ thống vũ khí có uy lực mạnh nhất trên thế giới và là một quân bài chiến lược của lực lượng pháo binh Nga. Đây là hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS với 24 ống phóng tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp hoặc đầu đạn cháy được đặt trên bộ khung gầm xe tăng T-72. TOS-1A có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 6 km và phóng liên tiếp 24 quả đạn bao phủ một khu vực rộng lớn với sức hủy diệt mạnh. Việc bổ sung thêm hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến càng củng cố vai trò quan trọng của TOS-1A trong tác chiến của các lực lượng Nga ở Ukraine. Trong thời gian qua, các hệ thống nhiệt áp hạng nặng của Nga đã thể hiện uy lực trên chiến trường khi phá hủy nhiều mục tiêu kiên cố của Ukraine. Nga dường như sử dụng đạn nhiệt áp trong nhiệm vụ tập kích vì loại đạn này có thể gây ra sức công phá lớn với mục tiêu kiên cố của đối phương. Hồi đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi lại cuộc tấn công của hệ thống pháo TOS-1A Solsepiok nhằm vào các vị trí của lực lượng Ukraine ở miền Đông. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống Solsepiok tại thời điểm đó đã tấn công một cứ điểm và vị trí tập trung nhóm quân Ukraine tại khu vực Toski ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Kênh Telegram chính thức của Tập đoàn Quốc phòng Rostec của Nga ngày 11 tháng 7 cho hay lần đầu tiên Rostec thử nghiệm tấm giáp nội địa mới nhất, được thiết kế để bảo vệ các công trình khỏi mảnh đạn và đạn. Những tấm giáp độc đáo của Rostec có thể bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc tấn công của thiết bị bay không người lái. Sản phẩm được phát triển tại Viện Nghiên cứu Thép thuộc Tập đoàn Kalashnikov, tập đoàn con của Rostec. Theo thông tin từ nhà sản xuất, trong quá trình thử nghiệm, một tấm giáp chịu được sức xuyên phá của đạn 9x19mm 7N21 và mảnh lựu đạn F1 phát nổ ở khoảng cách chỉ hơn nửa mét. Được làm từ nhiều loại vật liệu tiên tiến khác nhau, tấm giáp này cũng có thể chống chịu được lựu đạn cầm tay, RGD5, RGN, RGO. Thông báo của Rostec cho biết, mỗi tấm giáp có trọng lượng khoảng 30kg, có thể được lắp đặt để bảo vệ nhà kho chứa đạn dược, cơ sở năng lượng trước những cuộc tấn công trực diện, đặc biệt là máy bay không người lái cảm tử. Từ đầu năm nay, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng và năng lượng của Nga. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga được cho là đang nỗ lực tìm giải pháp để ngăn chặn các cuộc tấn công này. Các cơ sở hạ tầng năng lượng trở thành đấu trường chính của cuộc xung đột. Mùa đông năm ngoái, Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa trong nỗ lực biến mùa đông thành vũ khí và làm mất tinh thần của Kiev. Ukraine đã xoay sở để vượt qua các cuộc tấn công nhờ hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp và các kỹ sư làm việc ngày đêm để sửa chữa các trang thiết bị quan trọng. Ở quy mô nhỏ hơn, Ukraine cũng nhắm vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ và khí đốt của Nga từ khi bắt đầu xung đột. Tuy nhiên, hàng loạt cuộc tấn công gần đây cho thấy cơ sở hạ tầng năng lượng hiện đã trở thành mục tiêu quan trọng đối với Kiev. Bằng cách nhắm vào các cơ sở dầu mỏ, Ukraine không chỉ cố gắng làm gián đoạn nguồn cung của quân đội Nga mà còn nhắm tới các tài sản tạo ra doanh thu đáng kể để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow. Bà Lapenko, chuyên gia về an ninh năng lượng cho rằng, Nga đã kiếm được hơn 400 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu dầu mỏ từ khi xung đột nổ ra. Nga cũng phần nào né được các biện pháp trừng phạt quốc tế bằng cách sử dụng các dịch vụ tài chính thay thế và thậm chí một số nhà quan sát cho rằng Moscow đã đầu tư vào một đội tàu bóng tối để xuất khẩu dầu một cách bí mật. Ngoài tấn công vào các cơ sở dầu mỏ, Kiev đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các trạm biến đáp điện. Quân đội Ukraine khẳng định họ chỉ tấn công các cơ sở điện có liên quan trực tiếp đến kế hoạch quân sự của Nga. Nga thường xuyên sử dụng các loại tên lửa để nhắm mục tiêu vào lực lượng Ukraine trong suốt hơn 2 năm xung đột. Moscow cũng đã đặt ngành công nghiệp quốc phòng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu để duy trì hoạt động sản xuất thiết bị quân sự. Các nước phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga nhằm hạn chế khả năng sản xuất tên lửa mới của nước này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây và giới chức Ukraine cho rằng những biện pháp trừng phạt này phần lớn không hiệu quả. Đầu tuần này, Nga cũng đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine phân tích một số mảnh vỡ thu được trong cuộc tấn công. Các chuyên gia Ukraine cho biết tên lửa có chứa các linh kiện điện tử do phương Tây sản xuất. Financial Times dẫn lời Olena Belushova, trưởng nhóm nghiên cứu về hàng hóa quân sự tại Viện KSE ở Kiev cho biết công nghệ phương Tây cho phép Nga chế tạo những tên lửa tiên tiến giúp các cuộc tấn công vượt qua hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ấn phẩm này lưu ý rằng Nga đang sản xuất số lượng tên lửa KH-101 nhiều hơn gần 8 lần so với thời điểm trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cụ thể, Năm 2021, Nga chỉ sản xuất 56 tên lửa KH101. Tuy nhiên, năm ngoái con số này đã tăng lên 420 tên lửa. Các nhà phân tích quân sự đánh giá, dù các biện pháp trừng phạt khiến Nga không thể sở hữu một số linh kiện điện tử chuyên dụng trong lĩnh vực quân sự, tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đã chuyển hướng sang bộ vi xử lý và các công nghệ tiên tiến khác. Sự chuyển đổi này có thể thấy rõ trong báo cáo của Financial Times vào đầu năm nay. Theo nghiên cứu, tên lửa KH101 được Nga phóng vào tháng 1 năm nay có chứa tới 16 linh kiện điện tử do phương Tây sản xuất. Hai trong số các thành phần này do ST Microelectronics có trụ sở tại thụy sĩ sản xuất. Các linh kiện còn lại được sản xuất bởi các nhà sản xuất chip của Mỹ, gồm Texas Instruments, Analog Devices và Intel. Tất cả các mặt hàng này chủ yếu được dùng cho mục đích dân sự. Theo một nghiên cứu của văn phòng tổng thống Ukraine cung cấp cho Financial Times, một tên lửa Kh-101 còn nguyên vẹn có thể chứa hơn 50 bộ phận khác nhau do nước ngoài sản xuất. Đầu năm nay, người phát ngôn của cơ quan tình báo Ukraine cho biết, Nga đã điều chỉnh và cải tiến tên lửa Kh-101. Lưu ý rằng, phiên bản Kh-101 Nga dùng để tấn công Ukraine tính đến đầu năm 2024 là hoàn toàn khác với những phiên bản đã được sử dụng vào năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Business Insider bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, DC, bộ trưởng bộ công nghiệp chiến lược ukraine ông alexander kamisin cho biết máy bay tấn công không người lái fpv chiếm một phần đáng kể trong bối cảnh xung đột đang gia tăng căng thẳng hiện nay ông gọi fpv là máy bay không người lái cối và máy bay không người lái pháo binh để ám chỉ đến tiềm năng gây nổ của chúng tương tự như những vũ khí tấn công tầm xa khác ông kamisin nói năm nay chúng tôi sẽ sản xuất nhiều hơn một triệu fpv so với dự kiến các máy bay tấn công tầm trung tầm xa sẽ được ưu tiên sản xuất vì chúng phát huy hiệu quả tốt hơn trên chiến trường. FPV là viết tắt của cụm từ First Person View, góc nhìn thứ nhất. Thay vì chỉ có thể điều khiển và quan sát qua một màn hình thông thường, FPV đem lại cho người điều khiển cảm giác chân thực như một phi công đang ngồi trong buồng lái máy bay. Loại máy bay này thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công, có khả năng điều chỉnh hỏa lực pháo binh, tấn công thiết bị quân sự, đồng thời có thể truy đuổi các mục tiêu đang di chuyển. Theo ông Kamisin, trong khoảng 1 triệu FPV sẽ ra đời vào năm 2025, có hơn 10.000 máy bay tấn công tầm trung có khả năng bay hàng trăm km và hơn 1.000 máy bay tầm xa có khả năng tiếp cận mục tiêu cách bệ phóng 1.000 km. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, máy bay không người lái FPV đã được sử dụng rất nhiều trong chiến đấu. Cả hai bên đều nỗ lực phát huy tối đa khả năng tấn công của những vũ khí giá rẻ này bằng cách buộc thuốc nổ vào chúng và sử dụng chúng để tấn công đối phương từ xe bọc thép đến binh lính trong chiến hào ukraine thường xuyên sử dụng máy bay không người lái tấn công tầm trung và tầm xa lớn hơn loại fpv giá rẻ để thực hiện các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ nga và nhắm vào các cơ sở năng lượng và quân sự quan trọng của nước này kiev cũng đồng thời sử dụng vũ khí tự chế và cải tiến chúng cho các nhiệm vụ khác ví dụ nước này đã trang bị cho máy bay không người lái của hải quân các bệ phóng tên lửa và biến một trong những tên lửa hành trình chống hạm của mình thành vũ khí tấn công trên bộ những cải tiến này đã giúp Kiev giành được những lợi thế nhất định trên chiến trường. Những hệ thống vũ khí tự chế này đã mang lại cho Kiev khả năng mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động ra ngoài biên giới, đặc biệt là khi nước này vẫn đang phải đối mặt với những hạn chế trong việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp cho những mục đích như vậy. Ông Kamishin nói, chúng tôi đã chứng minh rằng không có ranh giới đỏ nào cả. Bây giờ chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga khoảng 1.500 km. Hiện cả Nga và Ukraine đều đang nỗ lực tăng cường sản lượng quốc phòng để đáp ứng nhu cầu vũ khí trên chiến trường. Năm 2023, Nga dành 21% tổng chi tiêu liên bang vào lĩnh vực quốc phòng, tăng từ mức gần 14% vào năm 2020. Ngân sách liên bang năm 2024 của Nga yêu cầu tỷ lệ chi tiêu cho quốc phòng thậm chí còn lớn hơn ở mức 29%. Ukraine vừa qua tịch thu một tàu chở hàng quốc tế mà nước này cáo buộc là xuất khẩu trái phép nông sản từ vùng Crimea do Nga kiểm soát. Cơ quan an ninh Ukraine SBU hôm 11 tháng 7 năm 2024 tiết lộ rằng con tàu này mang tên Usko Emfu và đã sử dụng quốc kỳ Cameroon đã liên tục đậu tại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea để lấy hàng nông sản rồi vận chuyển tới Trung Đông để bán với tư cách Nga. Theo SBU, hoạt động diễn ra thường xuyên trong các năm 2023, 2024. SBU thông báo lực lượng của họ đã chặn tàu Usko Emfu trên biển đen gần tỉnh Odessa, tạm giữ con tàu và bắt giữ thuyền trưởng. Theo cơ quan công tố Ukraine, tàu Usko Emfu nhận được chặn bắt giữ rồi bị tạm giữ cùng với viên thuyền trưởng tại cảng Reni trên sông Danube, đoạn chảy giữa Ukraine và Romania. Sevastopol là một trung tâm quân sự và hải cảng quan trọng đối với Nga. Theo văn phòng tổng công tố Ukraine, thuyền trưởng của tàu là người Azerbaijan và SBU có tiết lộ rằng Ông này tham gia hoạt động phi pháp cùng thủy thủ đoàn 12 người. Thuyền trưởng bị nghi đã vô hiệu hóa hệ thống theo dõi định vị GPS và ngụy tạo nhật ký hải trình nhằm che giấu việc xuất khẩu mà phía Ukraine coi là bất hợp pháp. SBU tuyên bố vị thuyền trưởng này có thể đối mặt với mức án 5 năm tù do vi phạm các hạn chế đi lại đối với các lãnh thổ do Nga kiểm soát, nhưng phía Ukraine coi là lãnh thổ của mình. Hiện không rõ 12 thủy thủ còn lại có đối mặt với tội danh nào không. SBU cho biết, việc điều tra đang tiếp diễn để xác định toàn bộ hoàn cảnh của vi phạm này và xác định những người khác dính líu và hoạt động này. Những vụ bắt giữ tàu như thế này là tương đối hiếm. Igor Delanom, Phó Giám đốc Đài quan sát Pháp Nga cho biết, đây là lần đầu tiên Ukraine bắt giữ một tàu biển quốc tế với cáo buộc xuất khẩu trái phép. Các nguồn tin trong lĩnh vực hàng hải e ngại rằng Nga có thể thực hiện hành động đáp trả trong bối cảnh xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đạt đỉnh. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Ukraine qua Biển Đen do tầm quan trọng của Ukraine với tư cách là nhà xuất khẩu các nông sản như lúa mì, lúa mạch và dầu hướng dương. Theo thỏa thuận này, Nga cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen do Nga khống chế trên thực tế. Tuy nhiên vì nhiều lý do, vào tháng 7 năm 2023, Nga chính thức rút khỏi sáng kiến ngũ cốc nói trên. Ukraine chỉ trích việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, động thái khiến xuất khẩu lương thực của Ukraine giảm mạnh. Kể từ đó, Ukraine đã cố gắng mở các tuyến đường biển mới, thường là bám theo đường bờ biển để lách qua thế phong tỏa trên thực tế của Nga đưa sản lượng xuất khẩu ngũ cốc của mình trở lại gần mức trước xung đột vũ trang. Bất chấp các khó khăn mới, Ukraine đã xoay sở để xuất được lượng đáng kể nông sản 20 triệu tấn hàng tới 24 nước trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2023. Người đứng đầu văn phòng công tố Ukraine, phụ trách Crimea, Ihor Ponotchovny cho biết việc bắt giữ lần này sẽ là tín hiệu rõ ràng gửi tới những nước giúp Nga lách các lệnh trừng phạt và bán nông sản lấy từ những vùng họ kiểm soát của Ukraine. Hôm 12 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không loại trừ bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc có thể nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận về an ninh hàng hải ở Biển Đen, bao gồm cả thỏa thuận ngũ cốc. Khi được hỏi về khả năng gia hạn thỏa thuận sau những bình luận của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại xung quanh vấn đề này và bất kỳ thỏa thuận nào về ngũ cốc sẽ phải đạt được trong bối cảnh chung của tình hình hiện tại. Thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản của Nga và Ukraine qua Biển Đen đã hết hạn vào tháng 7 năm 2023. Vào thời điểm đó, Nga tuyên bố sẽ chỉ ra hạn thỏa thuận nếu những trở ngại đối với hàng nông sản của nước này tiếp cận thị trường thế giới được dỡ bỏ. Ở diễn biến khác, trong một cuộc họp về các vấn đề kinh tế ngày 12 tháng 7, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết GDP của Nga tăng 5% trong 5 tháng đầu năm 2024, cao hơn đáng kể so với dự báo. Ông cho biết động lực tăng trưởng vẫn cao. Trong tháng 5, tăng trưởng tăng nhẹ so với tháng 4 lên 4,5% và nếu lấy thống kê cho tháng 5, GDP tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Mức tăng này cao hơn dự báo, bất chấp những động thái cản trở phong tỏa từ bên ngoài với kinh tế Nga. Theo ông Misustin, các con số trong lĩnh vực kinh tế thực cũng tích cực. Từ tháng 1 đến tháng 5, lĩnh vực sản xuất tăng gần 9%. Ông Misustin dẫn chứng chế tạo máy như một trong những động lực chủ chốt trong lĩnh vực này với tỷ lệ tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Nga nhấn mạnh điều rất quan trọng là đầu tư tiếp tục tăng, đặt cơ sở tốt cho tương lai. Cuối quý 1, đầu tư tăng gần 15%, chủ yếu vào các lĩnh vực máy móc, thiết bị, tài sản trí tuệ. Ngoài ra, theo ông Misustin, các khu vực đã trở nên tích cực hơn trong đầu tư và phát triển các công ty. Người đứng đầu chính phủ Nga cho biết thêm hoạt động tiêu dùng ở mức rất cao, chủ yếu do thu nhập của người dân tăng. Tuy nhiên điều này cũng dẫn đến lạm phát tăng. Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 1 tháng 7, lạm phát tăng lên 4,5%. Ông Misustin nhấn mạnh vấn đề lạm phát cần phải được giải quyết liên tục vì các tiêu chuẩn sống của người dân phụ thuộc vào điều này. Ông Misustin yêu cầu giám sát chặt chẽ tình hình vĩ mô và nếu cần điều chỉnh tức thời kế hoạch hành động trong vấn đề lạm phát với sự phối hợp của Ngân hàng Trung ương Nga. Theo hãng tin Reuters, ngày 12 tháng 7 giờ Việt Nam, Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán đã gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dinh thự Malago, bang Florida của Mỹ để thảo luận về khả năng hòa bình. Theo người phát ngôn của ông Orbán, cuộc gặp với ông Trump là điểm dừng chân tiếp theo trong sứ mệnh hòa bình của nhà lãnh đạo Hungary nhằm tìm lối ra cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trên nền tảng X, ông Orbán đăng tải hình chụp với ông Trump và đề cập sứ mệnh hòa bình 5.0. Ông Orbán nói: "Thật vinh dự được gặp cựu tổng thống Trump ở Malaga. Chúng tôi đã thảo luận những cách để tạo nên hòa bình. Tin tốt là ông ấy sẽ giải quyết được vấn đề." Đáp lại, trên nền tảng соцsocial, ông Trump viết rằng: "Cảm ơn ông Victor. Hòa bình phải có được nhanh chóng. Quá nhiều người đã thiệt mạng trong một cuộc chiến lẽ ra chưa bao giờ bắt đầu." Ông Trump và ông Orbán gặp nhau không lâu sau khi nhà lãnh đạo Hungary công du ba nước gồm Ukraine, Nga và Trung Quốc mà ông coi là sứ mệnh hòa bình. Trước đây, ông Oban từng ca ngợi ông Trump là người đàn ông của hòa bình. Dưới sự lãnh đạo của ông, Mỹ đã không khơi mào một cuộc xung đột nào xảy ra. Thành viên Đảng Cộng hòa này cũng đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Dù chi tiết của kế hoạch này vẫn còn sơ sài, tờ Politico trích dẫn các nguồn tin đưa tin ông Trump có thể đạt được một thỏa thuận. Theo đó, NATO cam kết không mở rộng thêm về phía đông, đặc biệt là sang Ukraine và Georgia, trong khi tổ chức các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc moscow có thể giữ bao nhiêu lãnh thổ ukraine trong chuyến thăm kiev nhà lãnh đạo hungary đã kêu gọi ông volodymyr zelensky đồng ý ngừng bắn với nga nhưng đề xuất này bị nga bác bỏ ông zelensky cũng cho rằng ông orbán không có đủ sức mạnh cần thiết để đàm phán chấm dứt xung đột ông lưu ý chỉ mỹ eu hoặc trung quốc mới có thể đảm nhận vai trò đó ông orbán cũng đã tới nga và gặp tổng thống putin trong nỗ lực tìm kiếm con đường ngăn nhất để thoát khỏi cuộc xung đột ukraine nhiều phương tiện truyền thông cho rằng chuyến thăm này đã khiến nhiều quan chức phương Tây phẫn nộ. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho rằng Ukraine có quyền lo ngại trước những nỗ lực đàm phán hòa bình mà không có sự tham gia của nước này. Ông Sullivan nói, bất kỳ chủ nghĩa phiêu lưu nào đang được thực hiện mà không có sự đồng ý hoặc hỗ trợ của Ukraine đều không phải là điều phù hợp với chính sách của chúng tôi, chính sách đối ngoại của Mỹ. Các lực lượng NATO đã chặn tàu hải quân và máy bay quân sự của Nga gần vùng biển và không phận của khối quân sự này trong tuần này, giữa lúc lãnh đạo NATO họp thượng đỉnh tại Mỹ vào tháng 7 năm 2024. Thông báo vắn tắt của Không quân Đức cho biết, máy bay tiêm kích đa nhiệm Eurofighter Typhoon trong lúc tuần tra trên bầu trời khối quân sự NATO đã phát hiện hai máy bay phản lực MiG-29 của Nga ngoài khơi Latvia là thành viên vùng Baltic thuộc NATO. Theo Không quân Đức, Luftwaffe Bộ đội tiêm kích Nga nói trên đang bay trong không phận quốc tế trên biển Baltic mà không có kế hoạch bay như vậy hoặc không liên lạc với kiểm soát không lưu dân sự. Các nhà nghiên cứu nguồn mở tuyên bố trên mạng xã hội X trước đây là Twitter rằng hình ảnh đi kèm thông báo trên cho thấy hai chiếc MiG-29KR với số series xác định chúng thuộc đơn vị không quân của Hải quân Nga đóng tại căn cứ hạm đội phương Bắc ở Severomorsk. Trong một diễn biến khác, tư lệnh Hải quân Hà Lan, pháo đô đốc Tass vào hôm 8 tháng 7 tuyên bố rằng ba tàu hải quân Nga đã được hộ tống đi qua vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Hà Lan tính từ bờ biển. Rentas là sĩ quan cao cấp nhất phụ trách lực lượng hải quân liên hợp của Hà Lan và Bỉ. Ông đã chia sẻ trên mạng X các hình ảnh về hai con tàu này của Nga, bao gồm tàu hộ vệ Nostrasimi và một tàu chở dầu lớp An Tây. Cả hai đều thuộc về hạm đội ban tích của Nga. Ông Tass nói rằng vụ chạm trán xảy ra vào kỳ nghỉ cuối tuần qua khi hải quân Hà Lan tham gia cùng một tàu hy lạp bắn hạ hai UAV do lực lượng hầu thi phóng lên ở vùng biển đỏ. Các nước thành viên NATO bao bọc biển Baltic từ mọi phía. Tàu chiến của hạm đội Baltic Nga đồn trú ở Kaliningrad, một vùng lãnh thổ tách rời của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva. NATO theo dõi chặt chẽ hoạt động di chuyển của những tàu này tới từ biển Bắc cũng như vùng Bắc Đại Tây Dương rộng lớn hơn. Còn tại thượng đỉnh NATO ở Washington vào hôm 10 tháng 7, các nhà lãnh đạo của khối này tuyên bố nga là mối đe dọa lớn nhất và trực tiếp nhất đối với an ninh của khối trong bối cảnh xung đột nga ukraine tiếp diễn các vị lãnh đạo nato tuyên bố chúng tôi ủng hộ đầy đủ quyền của ukraine được lựa chọn các dàn xếp an ninh của riêng mình và quyết định tương lai riêng thoát khỏi can thiệp từ bên ngoài tương lai của ukraine nằm ở nato ukraine đã trở nên ngày càng gắn kết về chính trị với liên minh trong khi đó phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov ngày 11 tháng 7 đáp trả bằng cách mô tả NATO là một liên minh được tạo ra trong kỷ nguyên đối đầu nhằm duy trì thế đối đầu. Ông Peskov nói liên minh này hoàn thành chức năng của mình, căng thẳng đang gia tăng trên lục địa châu Âu. Cũng lần đầu tiên, NATO ám chỉ sự gần gũi của Trung Quốc với Nga tạo ra một đe dọa cho an ninh xuyên đại Tây Dương của phương Tây. Mặc dù NATO có những tuyên bố mạnh mẽ chống lại Nga, Trung Quốc và ủng hộ Ukraine như vậy, nhưng trên thực tế, Ukraine vẫn gặp muôn vàn khó khăn các gói viện trợ quân sự của Mỹ và các nước châu Âu sẽ phải mất nhiều tháng mới tới được mặt trận của Ukraine. Chính giới chức NATO cũng thừa nhận Ukraine sẽ chưa thể sớm đủ lực để mở cuộc phản công đáng kể hoặc tái chiếm được những giải đất rộng lớn, chí ít là đến năm sau, năm 2025. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ giấu tên cho biết phía Ukraine vẫn sẽ ở trong thế phòng thủ trong 6 tháng tới. Tại một diễn đàn trong thượng đỉnh NATO 2024, một đại diện của Thụy Điển cho biết nền công nghiệp quốc phòng châu Âu bị bất ngờ trước kế hoạch quân sự quy mô lớn của Nga tại Ukraine vì nền công nghiệp này được định hướng chủ yếu cho thời bình và đến nay dù cố gắng nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu của phương Tây trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine. Ngay cả khi Ukraine đã nhận được hết các máy bay F-16 mà phương Tây hứa hẹn cung cấp cho họ thì vẫn còn vấn đề lớn nữa cho Ukraine như Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận đó là số lượng F-16 này quá nhỏ bé so với lượng lớn máy bay Nga đang triển khai trong xung đột Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết do số lượng nhỏ bé nên những chiếc máy bay F-16 sẽ không tạo được nhiều khác biệt trên chiến trường. Ngoài ra, tại thượng đỉnh NATO, một quan chức khối này cho biết do máy bay F-16 viện trợ cho Ukraine đến từ nhiều nước khác nhau nên sẽ phải căn chỉnh đáng kể để chúng phù hợp với không quân Ukraine. Mà trong lúc đó, quân đội Nga có thể thực thi nhiều động thái mới và có thêm bước tiến mới trên chiến trường. Hội nghị thượng đỉnh NATO được coi là dịp để khối tìm biện pháp thực hiện hóa mục tiêu bắt kỳ và vượt Nga trong cuộc đua vũ khí để hỗ trợ Ukraine tốt hơn. NATO được cho là đã đạt được thắng lợi lớn với những cam kết về chuyển giao vũ khí cho Ukraine ngay từ ngày đầu khai mạc hội nghị, đặc biệt là tuyên bố cung cấp 5 tổ hợp phòng không chiến lược cho Kiev, cũng như thông báo về việc chuyển giao những tiêm kích F-16 đầu tiên cho nước này. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Bà Maria Zakharova mới đây nói trong một cuộc họp báo rằng chính quyền Kiev cuối cùng cũng được hứa hẹn về một con đường không thể đảo ngược dẫn đến việc gia nhập liên minh tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Thành thật mà nói, tôi không biết con đường không thể đảo ngược này dẫn đến việc gia nhập liên minh sẽ như thế nào, nhưng tôi đoán rằng đó là con đường dẫn đến bờ vực thẳm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh NATO về tư cách thành viên của Ukraine nhằm hối thúc người Ukraine tiếp tục chiến đấu. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov cho rằng, hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington là một sự kiện thất bại và đáng xấu hổ. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev chỉ trích việc NATO hứa hẹn sẽ kết nạp Ukraine, cho rằng Moscow nên hướng tới mục tiêu là sự biến mất của cả Kiev và Liên minh quân sự NATO. Nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm, Jens Stoltenberg tuyên bố rằng chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine là rủi ro lớn nhất đối với Liên minh quân sự gồm 32 thành viên. Ông Stoltenberg nhấn mạnh Rủi ro lớn nhất là khi Nga chiến thắng ở Ukraine, chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Nhà lãnh đạo NATO nói thêm, kết quả cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev sẽ định hình hệ thống an ninh toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2024, lãnh đạo các nước thành viên của khối nhất trí thành lập chương trình hỗ trợ và đào tạo an ninh của NATO cho Ukraine, NSATU. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết NSATU sẽ đảm bảo hoạt động viện trợ Kiev được duy trì ổn định trong những năm tới, song sẽ không khiến NATO trở thành bên tham gia trực tiếp vào xung đột tại Ukraine. Một vai trò quan trọng khác của NSATU là giúp thúc đẩy tiến trình gia nhập NATO của Ukraine. Theo quy định, để trở thành thành viên của khối, các nước phải đáp ứng loạt tiêu chí về chính trị, kinh tế và an ninh. Chương trình này sẽ không thay thế nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine UDGC do Mỹ phụ trách mà đóng vai trò bổ trợ bằng cách tiếp quản một số công việc điều phối của nhóm. Việc NATO tiếp quản quyền điều phối một phần hoạt động hỗ trợ an ninh cho Ukraine được cho là động thái nhằm giảm thiểu nguy cơ dòng viện trợ bị đình trệ do những biến động chính trị ở các nước trong UDGC điều từng xảy ra trong quá khứ. Gói viện trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ của Washington dành cho Kiev đã bị mắc kẹt trong 8 tháng do tranh cãi ở Quốc hội Mỹ, trong khi khoản hỗ trợ của Liên minh châu Âu EU cũng bị đóng băng trong khoảng thời gian gần như tương tự vì vấp phải sự phản đối từ Hungary. Sự chậm trễ này khiến quân đội Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt khí tài và đạn dược trong thời gian dài, tạo điều kiện để lực lượng Nga giành nhiều bước tiến quan trọng trên chiến trường. Ngoài ra, lý do chính khiến khối quyết định thành lập NSATU là do lo ngại về kịch bản của cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử và sẽ giảm bớt hỗ trợ cho Liên minh cũng như Ukraine. Ông Trump thường cảnh báo rút lại các cam kết của Mỹ với Kiev mới nhất tại một hội nghị phe bảo thủ ở Michigan, nước Mỹ, ông Trump tuyên bố sẽ ngừng việc gửi hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cam kết sẽ giải quyết tình hình tại Ukraine nếu như ông tái đắc cử trong năm nay. Cơ chế hoạt động của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Bộ Quốc phòng Mỹ kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022 việc xác nhận ký kết kế hoạch chuyển giao hoạt động điều phối được đưa ra sau một thỏa thuận giữa NATO và Budapest. Trong đó, Hungary, quốc gia châu Âu vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với Nga, cam kết không phủ quyết sự viện trợ của Liên minh quân sự cho Kiev. Lần đầu tiên vào tháng 2 năm nay, các đồng minh NATO bắt đầu cân nhắc một động thái như vậy vì lo ngại rằng ông Trump nếu tái đắc cử tổng thống có thể làm hỏng hệ thống cung cấp viện trợ cho Ukraine. Theo các quan chức cấp cao khác của NATO, Mỹ vẫn sẽ giữ quyền lãnh đạo chính trị của nhóm trên. Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine còn được gọi là định dạng Ramstein, gồm hơn 50 thành viên gặp nhau thường xuyên để thảo luận về nhu cầu quân sự của Ukraine. Một quan chức NATO nêu rõ, sự lãnh đạo nhóm của Mỹ sẽ vẫn tồn tại, nhưng NATO sẽ đóng vai trò điều phối. Vai trò đó gồm bốn khía cạnh, điều phối hỗ trợ đào tạo bằng cách đáp ứng các yêu cầu của Ukraine, kết hợp các nhu cầu và yêu cầu của Ukraine về thiết bị với các đề nghị của nhà tài trợ, chuyển thiết bị từ các nhà tài trợ đến các trung tâm hậu cần trên lãnh thổ NATO và lập kế hoạch chuyển đổi lâu dài cho lực lượng vũ trang Ukraine. Quay trở lại với những biến động địa chính trị trên thế giới được cập nhật trong suốt 24 giờ qua, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ dừng chân tại thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ và gặp gỡ các cử tri tại đây. Tôi hứa với các bạn là tôi ổn, tôi ổn, ông Biden nói với những người ủng hộ trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông thời gian qua. Tổng thống Mỹ đùa rằng ông mới 41 tuổi, nói bản thân không quá già và hy vọng có chút tuổi tác sẽ thêm một chút khôn ngoan. Ông Biden cho biết thêm, tại thời điểm này, tôi nghĩ giải pháp thay thế là không nhiều khả năng. Tôi nghĩ vấn đề đạo đức là quan trọng, sự lịch sự cũng rất quan trọng. Tôi cho rằng chúng ta nên suy ngẫm với tư cách là người Mỹ Chúng ta là người lạc quan, chúng ta là một đất nước tử tế và đáng tự hào. Tổng thống Biden đã phát biểu trong hơn 15 phút, lâu hơn nhiều những lần ông dừng chân không chính thức khác. Man thể hiện thảm họa trong cuộc tranh luận với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump cuối tháng 6 đã làm dấy lên những lo ngại về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Biden. Ông đang phải đối mặt với hàng loạt lời kêu gọi nhường chỗ cho một ứng cử viên khác của Đảng Dân chủ trong bối cảnh xuất hiện những nghi ngờ về khả năng ông Biden có thể đánh bại cựu tổng thống Trump vào tháng 11 tới. Tương lai chính trị của ông Biden tiếp tục được đặt câu hỏi sau cuộc họp báo hôm 11 tháng 7 tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington. Ngay trước cuộc họp báo, ông Biden nhầm lẫn khi gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là Tổng thống Putin, khiến những người có mặt phải kinh ngạc. Tiếp đó, trong cuộc họp báo, khi nói về việc liệu Phó Tổng thống Harris có thể đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump hay không, ông Biden lại tiếp tục nhầm lẫn khi nói bà Harris là Phó Tổng thống Trump. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo kéo dài hơn một tiếng đồng hồ vào tối 11 tháng 7, những người ủng hộ ông Biden cho rằng Tổng thống có màn thể hiện tốt khi trả lời khéo léo nhiều câu hỏi về chính sách đối ngoại, với 19 câu hỏi từ 10 phóng viên. Các chủ đề bao gồm Nga, Israel và nền kinh tế, Trung Quốc và chính sách của Mỹ xung quanh chiến sự tại Ukraine. Tờ The New York Times ngày 12 tháng 7 dẫn lời hai nguồn thạo tin rằng một số nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ đã nói với Future Forward sẽ đóng băng 90 triệu đô la Mỹ tiền quyên góp tranh cử nếu như Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tiếp tục đường đua Nhà Trắng năm nay. Future Forward là một tổ chức ủng hộ ông Biden tái tranh cử năm 2024. Tổng tiền của nhóm này đến từ các hoạt động của Siêu ủy ban Hành động Chính trị, Siêu PAC và nhánh phi lợi nhuận Future Forward USA Action. Future Forward từ chối bình luận về bất kỳ cuộc trò chuyện nào với các nhà tài trợ hoặc số tiền đóng góp bị đóng băng. Một cố vấn của Future Forward nói rằng nhóm mong đợi những ai hiện đang tạm dừng quyên góp sẽ quay trở lại. The New York Times tiếp cận được một nhà tài trợ cho Future Forward để tìm hiểu thêm về thông tin trên. Người này cho biết rằng đã được Future Forward tiếp cận nhiều lần kể từ sau phiên tranh luận của Tổng thống Biden và người tiền nhiệm Donald Trump để trao đổi về việc đóng góp. Tuy nhiên, ông và bạn bè cuối cùng vẫn quyết định tạm hoãn tài trợ. Bà Ray Stewart, trợ lý của tỷ phú Rex Hoffman, một nhà tài trợ lớn cho Future Forward, người đã quyên góp 7 triệu đô la Mỹ cho COPAC nói rằng các nhà tài trợ đã phạm sai lầm khi quyết định đóng băng số tiền quyên góp. Theo bà Stewart, việc đóng băng tài trợ là một chiến lược có vấn đề vào thời điểm quan trọng trong chu kỳ bầu cử. Các nhà tài trợ thường hoạt động sau hậu trường, họ ngày càng quan ngại về khả năng thắng cử của ông Biden sau màn tranh luận trực tiếp trên truyền hình lép vế của ông trước cựu tổng thống Donald Trump vào cuối tháng 6. Đầu tuần này, lãnh đạo Nhà Trắng đã cố gắng chấn an các nhà tài trợ, khẳng định ông vẫn tham gia cuộc đua và tin bản thân vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất để đánh bại ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, điều đó không đủ làm dịu đi sự lo lắng. Một nguồn tin thân cận với nỗ lực gây quỹ của Đảng Dân chủ tiết lộ, lượng tiền đến đang cạn kiệt, đồng thời mô tả các nhà tài trợ vô cùng thất vọng và lo lắng. Điều đó thể hiện rất rõ trong các buổi gây quỹ được tổ chức sau cuộc tranh luận Biden-Trump cuối tháng trước. Cụ thể, một buổi gây quỹ diễn ra tại tư dinh của thống đốc bang New Jersey, Phil Murphy, sau cuộc so tài hùng biện, đã thu về 3,7 triệu đô la Mỹ, chưa bằng một nửa số tiền quyên góp được trong buổi gây quỹ tại nhà của cựu thống đốc bang Virginia, Terry McAuliffe một tuần trước sự kiện. Những người chủ trì cũng quyết định hủy kế hoạch tổ chức một bữa tiệc trưa gây quỹ cho ông Biden ở Chicago, Illinois, dịp diễn ra đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ vào giữa tháng 8 vì có sự bất đồng về cách thức tiến hành trong bối cảnh sụt giảm ủng hộ đối với nỗ lực tái tranh cử của tổng thống. Quay trở lại với tình hình căng thẳng ở Trung Đông và những diễn biến nóng liên quan đến các cuộc xung đột trong khu vực, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Theo giới chức Mỹ cơ hội để chính quyền Tổng thống Joe Biden làm trung gian cho thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út trước bầu cử Tổng thống vào tháng 11 đã khép lại. Theo tờ The Times of Israel, bản thân thỏa thuận bình thường hóa này luôn là một điều gì đó rất khó khăn, bởi Ả Rập Xê Út đang yêu cầu Israel đồng ý thiết lập con đường hướng tới giải pháp một nhà nước Palestine trong tương lai, điều mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhiều lần bác bỏ. Nhưng Mỹ đã tìm cách thúc đẩy thỏa thuận bình thường hóa song song với hiệp ước quốc phòng của riêng nước này với Ả Rập Xê Út Điều này cần có sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ. Theo một nhà lập pháp Đảng Dân chủ, Quốc hội Mỹ không còn đủ thời gian để Thượng viện tổ chức các phiên điều trần cần thiết nhằm thông qua thỏa thuận quốc phòng này. Chỉ còn chưa đầy 4 tuần nữa, Thượng viện Mỹ sẽ có một cuộc họp. Trước khi họp lần cuối vào ngày 27 tháng 9 cho đến cuộc bầu cử tổng thống. Giai đoạn này tính cả tháng 8, khi Quốc hội Mỹ chỉ mở trong 2 ngày. Về mặt lý thuyết, lãnh đạo đa số Thượng viện, Chuck Schumer có thể kêu gọi các nhà lập pháp quay trở lại sau kỳ nghỉ vào tháng 10. Tuy nhiên, hai nguồn tin quốc hội thừa nhận rằng chính quyền sẽ không thể đảm bảo có khoảng 10 thành viên Đảng Cộng hòa ủng hộ để phê chuẩn hiệp ước vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống. Một quan chức nhà trắng giấu tên lại lập luận rằng cơ hội đảm bảo thỏa thuận chưa khép lại hoàn toàn. Nhưng theo quan chức này, các bên không thể đạt được thỏa thuận nếu trước tiên không đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Quan điểm này cũng tương tự ý kiến của các quan chức hàng đầu của Mỹ và Ả Rập Xê Út. Họ thừa nhận rằng Ả Rập Xê Út sẽ không thể đạt được một thỏa thuận bình thường hóa trong nước hoặc trong khu vực nếu cuộc xung đột Israel-Hamas còn tiếp diễn. Đầu tuần này, một quan chức Israel tham gia vào các cuộc đàm phán thả con tin và ngừng bắn với Hamas nói rằng các bên đã đạt được tiến bộ trong những ngày gần đây. Theo nguồn tin, các bên sẽ cần thêm 2 hoặc 3 tuần nữa trước khi thỏa thuận hoàn tất. Quan chức giấu tên nói, chính trị vốn vô cùng phức tạp do Đảng Cộng Hòa không muốn trao thành tích cho ông Biden trong năm bầu cử và nhiều thành viên Đảng Dân Chủ không muốn trao những phần thưởng như vậy cho giới lãnh đạo hiện tại của Israel và Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, Hiện tại chính quyền của Tổng thống Biden đang phải chạy đua với thời gian, điều mà họ không có đủ. Khi gặp Thủ tướng Israel Netanyahu hồi tháng 1, thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, một trong số ít thành viên Đảng Cộng hòa từng tuyên bố sẵn sàng ủng hộ thỏa thuận do Nhà Trắng làm trung gian, đã dự đoán rằng chính quyền ông Biden chỉ có thời hạn đến tháng 6 để hoàn tất thỏa thuận bình thường hóa. Quan chức này làm rõ rằng ngay cả khi ông Biden thất bại trong cuộc bầu cử, Mỹ vẫn có thể hoàn tất một thỏa thuận trong giai đoạn khó khăn giữa cuộc bầu cử tháng 11 và lễ nhậm chức tháng 1 song điều đó có mức độ phức tạp chính trị khác. Một quan chức Israel khác cũng đồng tình với kết luận của các nguồn tin quốc hội Mỹ rằng cánh cửa cho thỏa thuận bình thường hóa trước bầu cử đã khép lại. Theo một số nhà phân tích, thỏa thuận hòa bình Israel Ả Rập Xê Út có thể dễ dàng được phê chuẩn hơn dưới sự điều hành của chính quyền ông Biden, bởi ông Biden có thể kết nối các thành viên Đảng Dân chủ với những thành viên Đảng Cộng hòa đã ủng hộ hiệp định Abraham. Hiệp định Abraham là loạt thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel và các nước Ả Rập do cựu tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Hiệp định này được coi là bước đột phá cho hòa bình khu vực, nhưng từ đó đến nay, Mỹ, Israel và các cường quốc Trung Đông, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, chưa đạt được thêm bước tiến nào. Lực lượng Hezbollah tại Liban vừa qua công bố video dài hơn 9 phút cho thấy các tay súng triển khai máy bay không người lái UAV hớt hớt từ khu vực chưa xác định trước khi phi cơ tiến vào không phận Israel và khu vực do Tel Aviv kiểm soát trên cao nguyên Golan. Điểm xa nhất trong hành trình của UAV nằm ở cực nam cao nguyên Golan, cách biên giới Li băng khoảng 46 km. Trong video, chiếc Hơn hớt bay qua nhiều khu vực và đánh dấu hàng loạt mục tiêu, gồm 6 trận địa chiến lược phục vụ trinh sát điện tử, các trận địa tên lửa phòng không Iron Dome, vòm sắt, sở chỉ huy quân đội, xe buýt vận chuyển binh sĩ Israel và nhiều hạ tầng quân sự. Hezbollah tuyên bố đã trinh sát tổng cộng 23 trận địa và cơ sở của quân đội Israel, nhấn mạnh phi cơ đã quần thảo nhiều lần trên một số địa điểm. Lực lượng này cũng thông báo sẽ tung thêm video thứ ba nhưng chưa nêu rõ địa điểm ghi hình. Trang tin i24 News dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Israel nói rằng quân đội nước này đã phát hiện và theo dõi UAV Hezbollah nhưng không bắn hạ nó vì phi cơ không mang vũ khí và nỗ lực đánh chặn có thể gây thiệt hại dưới mặt đất. Đây là video thứ hai được Hezbollah công bố trong gần một tháng qua, cho thấy UAV của lực lượng này có khả năng xâm nhập vào sâu bên trong không phận do Israel kiểm soát và thăm dò hàng loạt mục tiêu trọng yếu của Tel Aviv. Những lo ngại về việc hệ thống vòm sắt có thể bị áp đảo trước kho tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Hezbollah ngày càng gia tăng. Hồi tháng 6 vừa qua, các quan chức Israel đã thừa nhận với phía Mỹ rằng vòm sắt có thể trở thành mục tiêu, đặc biệt là ở miền Bắc Israel. Và họ cũng rất ngạc nhiên về mức độ phức tạp của các cuộc tấn công do Hezbollah tiến hành cho đến nay. Theo CNN, mối quan tâm hàng đầu hiện nay của Mỹ và Israel là Hezbollah có thể sử dụng số lượng lớn tên lửa dẫn đường chính xác. Một quan chức Mỹ cho hay, trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện với Hezbollah, sự hỗ trợ mà Israel cần nhất sẽ là các hệ thống phòng không bổ sung bao gồm cả vam sắt. Theo cơ quan nghiên cứu quốc hội của Mỹ, vòm sắt là nền tảng cho hệ thống phòng thủ của Israel và chính phủ Mỹ đã chi hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ cho chương trình này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF từng tuyên bố vòm sắt có tỷ lệ thành công 95,6% khi đối phó với các đợt tập kích tên lửa phóng vào lãnh thổ Israel. Dù vậy, nếu Hezbollah có thể làm áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, thì điều đó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của quân đội cũng như dân thường Israel. Trang tin Tui Atiwa ngày 12 tháng 7 dẫn lời thành viên thuộc văn phòng chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas. Ông Hossam Badran cho biết trong những cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra và lực lượng này đã đề xuất thành lập chính quyền độc lập gồm các nhân vật phi đảng phái tham gia điều hành giải Gaza và khu bờ Tây thời hậu chiến. Ông Badran cho biết thêm việc quản lý Gaza sau xung đột là vấn đề nội bộ của Palestine mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài và chúng tôi sẽ không thảo luận một ngày sau xung đột ở Gaza với bất kỳ bên ngoài nào. Phát biểu của ông Barran được đưa ra sau khi thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu quân đội nước này kiểm soát hành lang Philadelphi, khu vực lãnh thổ thuộc giải Gaza, nằm dọc biên giới với Ai Cập. Ông Netanyahu cho biết, việc kiểm soát hành lang Philadelphi là một phần trong nỗ lực ngăn chặn vũ khí được buôn lậu từ Ai Cập đến Hamas. Điều kiện này đi ngược lại quan điểm của Hamas, yêu cầu quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza sau khi ngừng bắn. Một quan chức Hamas khác cũng nói với hãng tin AFP rằng đề xuất về một chính quyền phi đảng phái đã được đưa ra với các nhà hòa giải. Theo quan chức giấu tên này, chính quyền độc lập sẽ quản lý các vấn đề của Gaza và bờ Tây trong giai đoạn đầu sau chiến tranh, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử. Các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Doha, Qatar và Cairo, Ai Cập với mục đích mang lại lệnh ngừng bắn ở Gaza cũng như trao trả các con tin vẫn bị Hamas giam giữ ở đó. Ở một diễn biến khác, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây nhấn mạnh không có bất cứ giải pháp thay thế nào đối với cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA. Và 118 quốc gia đã ủng hộ quan điểm cho rằng tổ chức cứu trợ này đóng vai trò không thể thiếu được. Tuyên bố của người đứng đầu Liên hợp quốc được đưa ra trong bối cảnh Israel đang tăng cường những nỗ lực giải tán UNRWA. Phát biểu tại hội nghị khẳng định cam kết đối với UNRWA ở New York, Tổng thư ký Guterres kêu gọi mọi người hãy bảo vệ UNRWA, bảo vệ đội ngũ nhân viên UNRWA và bảo vệ nhiệm vụ của UNRWA. Trong đó có hành động tài trợ cho tổ chức này, người đứng đầu Liên hợp quốc bày tỏ Tôi xin được nêu rõ, không có bất kỳ giải pháp nào có thể thay thế được UNRWA. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ lâu đã kêu gọi giải tán UNRWA, cáo buộc tổ chức này kích động chống Tel Aviv và quốc hội Israel đang cân nhắc khả năng đưa UNRWA vào danh sách các tổ chức cực đoan. Một số quốc gia đã ngừng tài trợ cho UNRWA sau những cáo buộc của Israel cho rằng một số nhân viên của tổ chức này có liên quan đến vụ tập kích hôm 7 tháng 10 năm 2023 của phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đến xung đột ở giải Gaza. Hầu hết các nhà tài trợ đến nay đã nối lại viện trợ trong khi Liên Hợp Quốc hiện tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. UNWA đã và đang hứng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc xung đột ở giải Gaza và đến nay 195 nhân viên của tổ chức này đã thiệt mạng. Ông Guterres quả quyết, UNWA hiện còn bị tấn công theo nhiều cách khác nhau. Các nhân viên của tổ chức này đã trở thành đối tượng của những cuộc biểu tình ngày càng bạo lực và các chiến dịch thông tin sai lệch, độc hại. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, một số nhân viên UNWA đã bị lực lượng an ninh Israel bắt giữ và sau đó cho biết họ bị ngược đãi, thậm chí bị tra tấn. Ở khu vực bờ Tây, sự hiện diện và hoạt động di chuyển của đội ngũ nhân viên UNRWA cũng bị Israel hạn chế nghiêm ngặt. UNRWA được Đại hội đồng Liên hợp quốc thành lập vào năm 1949 sau cuộc giao tranh Ả Rập Israel đầu tiên. UNRWA hiện cung cấp các dịch vụ giáo dục, y tế và viện trợ cho hàng triệu người Palestine ở giải Gaza, bờ Tây, Jordan, Syria và Liban. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.